Liên quan đến vụ xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí 29 người lao xuống vực xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 2 tại quốc lộ 2B thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo khiến một người bị thương. Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn sang phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra nguyên nhân. Trước đó vào ngày 25 tháng 2, tài xế Lê Ngọc Hưng điều khiển xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí 29 người thuộc Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh, khiến cho xe lao xuống ta luy âm khoảng 5 mét. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, chỉ có một người bị thương ở tay và một số người bị choáng đã được đưa đến bệnh viện. Tài xế Lê Ngọc Hưng sau khi kiểm tra không có nồng độ cồn và chất ma túy. Xe ô tô gặp nạn có phù hiệu hợp đồng và đang trong thời hạn kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024.